Thưa quý vị, ngày 10 tháng 11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Quảng Yến đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Bắc về việc triển khai kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết năm 2023. Tham dự buổi làm việc có đại diện các ban đảng của Tỉnh ủy, các sở ngành tỉnh. Theo báo cáo, qua sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay Mỏ Cày Bắc đã có 10 trên 22 chỉ tiêu đạt và vượt, 8 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, 4 chỉ tiêu đạt dưới 50%, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt gần 7,2% một năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 6.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 1,7%, riêng thực hiện nghị quyết năm 2023 đã có 13 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt, 2 chỉ tiêu đạt trên 90%, 4 chỉ tiêu đạt từ 75% đến 90%. Tại buổi làm việc, đại biểu các ban đảng của tỉnh ủy, các sở ngành tỉnh đã có nhiều ý kiến chia sẻ, trao đổi, nêu ra các giải pháp nhằm giúp huyện ủy Mỏ Cày Bắc tiếp tục lãnh chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung trong thời gian tới, có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các công trình, dự án, công tác phòng chống hạn mặn, phòng cháy chữa cháy, thực hiện quy chế làm việc của Ban Thường vụ huyện ủy, phân công thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy và việc triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của huyện ủy Mỏ Cày Bắc trong việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và Thường trực huyện ủy. Đồng thời kịp thời chỉ đạo rà soát điều chỉnh, bổ sung từng lúc cho phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó, kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2023 của huyện tiếp tục phục hồi phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Quảng Yến cũng đã định hướng những công việc trọng tâm, đề nghị huyện ủy Mỏ Cày Bắc tập trung thực hiện thời gian tới, đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết huyện ủy năm 2023 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 12 công trình dự án, công việc đến năm 2025, tập trung công tác xây dựng đảng, công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2025-2030, nâng cao chất lượng sinh hoạt quản lý đảng viên tại chi bộ, triển khai quy định xây dựng chi bộ 4 tốt và thực hiện tốt phong trào thi đua đồng khởi mới theo chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên lĩnh vực kinh tế xã hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện ủy lãnh đạo chỉ đạo có giải pháp tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, củng cố các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết theo chuỗi giá trị. Khẩn trương triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo trước năm 2025 và đề án phát triển thị trấn Phước Mỹ Trung theo tiêu chí đô thị. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các công trình, dự án, tiến hành rà soát diện tích đất công nhằm tránh thất thoát và sớm bố trí khu tái định cư cho người dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Quảng Yến cũng đề nghị Mỏ Cày Bắc theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của xâm nhập mặn, thường xuyên tổ chức đo độ mặn trên các nhánh, cửa sông và nội đồng để thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó, đồng thời tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định về phòng cháy, chữa cháy.